Anh nói sao? Không phải tôi. Thì cô tưởng là ai? Anh muốn gì nữa? Tôi thấy một mình cô ở trong phòng rất buồn, rất cô đơn. Vào đây gặp cô. Ra ngoài. Mời anh ra ngoài. Mời anh ra ngoài. Cô muốn kêu thì kêu thật lớn tiếng để mọi người đều tới đây xem. Người đẹp vừa tắm xong bước ra ngoài này. Thẩm Bân, bây giờ anh còn muốn sao nữa? Tôi muốn sao nữa chứ? Cô đã biết rõ là tôi đang muốn gì rồi mà. Hôm trước tôi đã lấy hết tiền riêng của mình đưa cho anh rồi. Lúc đó đã nói anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Tôi cũng không muốn làm phiền tới cô. Nhưng mà cái hôm gọi là hôm trước của cô đã cách đây 3 năm rồi. Tôi cũng đã xài hết số tiền đó rồi. Anh... Được rồi, được rồi. Đây là tất cả số tiền của tôi đang có. Xin anh lập tức đi ngay cho. Xin anh lập tức đi ngay. Cảm ơn cô, Tỉnh Đại Tiểu Thư. Cảm ơn cô nhiều lắm. Đứng yên. Anh còn muốn gì nữa? Đừng làm ẩu với tôi. Tôi cho cô biết. Cô nghe kỹ đây. Chuyện nào cho ra chuyện đó? Năm xưa anh muốn sao? Cha của cô cưỡng bức bạn gái của tôi. Anh đừng làm vậy. Bây giờ cô phải ngủ với tôi một đêm. Xem như trời cao có mắt. Đừng làm như vậy. Trả lại sự công bằng cho nhà họ Thẩm. Tôi xin anh đừng làm như vậy. Đừng làm vậy mà. Đừng kia. Có ai không? Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tôi. Qua khỏi đêm này, tôi bảo đảm từ nay không tìm cô nữa. Không được kêu. Nếu không tôi sẽ cho cô đi gặp Diêm Dương. Ai đó? Cứu tôi. Cứu tôi. Giết người rồi. Giết người rồi. Có án mạng. Có án mạng. Có án mạng. Ra tới rồi. Thật là tội nghiệp. Chính cô ấy, tôi thấy cô ấy giết người. Anh thấy tận mắt cô ta giết người sao? Tôi thấy tận mắt mà. Cô ấy cầm dao giết người. Tôi nói thật. Chính cô ấy. Chính cô ấy. Vậy thì mời anh theo tôi về sở cảnh sát lập biên bản. Theo ông à? Được, được. Đưa cô ấy về. Dạ. Còn xem gì nữa? Mau lên xe đi. Tỉnh Lệ Tuyết, tại sao cô giết chết Thẩm Bân? Nói mau. Tại sao cô giết chết Thẩm Bân? Không có. Tôi không có giết người. Không phải tôi giết hắn. Tôi không có giết hắn. Trương Á Tùng, người làm trong khách sạn, nói hắn trông thấy tận mắt cô hành hung giết người. Trên hung khí còn để lại vân tay của cô. Nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Cô vẫn không nhận tội. Không phải như vậy đâu. Tôi không có giết người. Tôi không có giết hắn. Vậy sao? Được. Vậy là cô không chịu nhận tội. Tôi cũng không biết làm sao hơn.
Anh Trần, có. Anh dẫn theo vài người tới nhà cô ấy, đưa hết người nhà của cô ấy tới đây. Tôi nghi ngờ cô ấy có đồng phạm. Dạ. Khoan đi đã. Các anh đang muốn sao? Các anh định làm gì nữa? Chẳng lẽ cô không nghe Thanh Trao Quỳnh mới nói hay sao? Thanh Tra nói nghi ngờ vụ án mạng này còn có đồng phạm khác. Chờ một chút. Sao rồi? Cô muốn nói gì thì nói ngay đi. Nếu không thì tới nhà cô. Đi. Dạ. Khoan đã. Tôi nói Tôi đã giết hắn. Cô đã giết hắn. Cô chịu hợp tác nhận tội, vậy là tốt cho cả đôi bên. Phải. Tôi đã giết hắn. Không liên can gì tới người nhà của tôi. Nói đi. Động cơ nào khiến cô phải giết hắn? Nói thử xem. Tại sao cô giết chết Thẩm Bân? Tôi đã nhận giết hắn. Tôi đã nhận tội rồi. Vậy vẫn chưa đủ hay sao? Tỉnh Lợi Tuyết, tôi cảnh cáo cô một lần sau cùng. Quốc có quốc pháp. Nếu như cô đã nhận giết hắn, thì cô phải thuật lại quá trình và động cơ của vụ án. Cô phải khai hết tất cả từng chi tiết trong vụ án này. Nói. Thẩm Bân, hắn vốn là một kẻ đáng chết. Hắn đã hại họ Tỉnh chúng tôi tan nhà nát cửa. Mấy năm nay thường bám theo tôi để tống tiền, buộc tôi phải đưa tiền cho hắn. Hôm nay hắn còn đột nhập vô phòng của tôi để tống tiền, còn định cưỡng bức tôi nữa. Tôi thật sự không còn cách nào, nên buộc phải giết chết hắn. Hắn vốn là một kẻ đáng chết. Hắn đã ép buộc tôi. Cô bình tĩnh đi. Hắn đã ép buộc tôi. Cô đã chịu nhận tội giết người rồi. Người đâu? Đưa cô ấy đi ngay. Hắn vốn là kẻ đáng chết. Đứng lên. Đi đi. Hắn đã ép buộc tôi. Hắn đáng chết. Đừng nói nữa. Đi đi. Được. Tới ngay. Ông chủ, cho tô mì. Có ngay. Có ngay. Thêm một tô mì thật ngon. Đánh cao chút nữa. Được, tiếp tục. Hiểu Lôi, anh tới rồi. Chào. Chú Triệu, chào. Còn chào. Cậu tới trễ hơn nửa tiếng đồng hồ rồi còn chào nữa. Mì nguội hết rồi. Ông chủ, cho hai tô mì thật ngon. Được, tới ngay. Ăn mau lên đi, cảm ơn chú Triệu. Này, mì ngon thật đó. Xong rồi, đây là loại mì sợi mà sáng nào bác gái cũng rất thích ăn. Em đã nấu sẵn bỏ vô đây rồi. Lát nữa anh nhớ đem về cho bác ăn sáng. Bà xã tương lai, cảm ơn em. Khỏi cảm ơn. Này, Chí Trung, cha vợ tương lai của cậu nghiêm như vậy, cậu còn dám cưới Hiểu Lôi thật sao? Anh vừa nói gì đó? Anh vừa nói mì ngon quá lại thơm nữa. Này, ngày mai cậu phải tới đúng giờ, nếu không tôi sẽ bị mắng vì luyện tập chung với cậu đó. Cậu Chí Trung, cậu phải cố gắng hơn. Tôi cảm thấy chiếc cúp vô địch lần này cậu rất có hy vọng đoạt được nó. Phải, huấn luyện, nhất định tuân lệnh. Lại đùa nữa sao? Chí Trung, chị hai cậu về tới nhà chưa? Chị hai tôi đã 3 năm qua không có chút tin tức nào. Sao đột nhiên anh nhắc tới chị ấy? Không phải đâu. Chị hai cậu về rồi mà. Cái gì? Chị hai tôi đã về rồi. Đúng vậy. Chị hai đã về thật rồi. Tốt quá đi.
Tốt quá đi, anh Thượng Kim. Bây giờ thế nào? Đôi bên đã hẹn gặp nhau vào buổi tối hôm qua. Kết quả tôi lỗi hẹn vì bận một ca phẫu thuật quan trọng, không đi được. Có thể cô ấy sẽ không hẹn gặp tôi nữa. Chị hai đã về. Chị hai đã về thật rồi. Đã 3 năm không gặp lại chị hai, tôi thấy nhớ chị hai quá. Anh Thượng Kim, hiện giờ chị hai ở đâu? Sao không thấy chị hai về nhà? Cô ấy sẽ về nhà. Cô ấy quan tâm nhất là người thân trong nhà của mình. Tôi nghĩ người cô ấy không muốn gặp mặt chính là tôi. Lần này cô ấy về đây chỉ có một mục đích, đó là hối thúc tôi mau kết hôn với chị ba của cậu. Anh Thượng Kim, lâu nay lúc nào tôi cũng xem anh như anh hai của mình. Tôi có một vấn đề giữ kín trong lòng của mình lâu lắm rồi. Anh phải hứa trước với tôi là không giận thì tôi mới dám cho anh biết. Cậu nói đi. Chị hai tôi tốt với anh tới như vậy, lại là cô gái hiền lành. Chị ba thì khó tính quá, làm như mọi người ai ai cũng mắc nợ vậy. Tôi không sao hiểu nổi tại sao ban đầu anh lại không chọn chị hai mà ngược lại đã chọn chị ba. Chị hai của cậu đã chọn Công Tử Lương. 3 năm trước cô ấy đã nói kết hôn với Công Tử Lương. Chuyện đó cậu cũng đã biết rồi mà. Vậy sao? Nhưng mà tôi cảm thấy người mà chị hai yêu là anh. Và anh cũng rất yêu chị ấy. Anh đừng tưởng tôi không biết đó. Từ khi anh về nước tới nay, anh thường xuyên một mình tới cột đèn số 6 ở quảng trường, nơi năm xưa hai người hẹn hò để thương nhớ chị ấy. Tôi nhìn thấy anh nhớ chị hai tới phát điên luôn. Thật đó. Tôi với Hiểu Lôi xem cine xong đi ngang qua chỗ đó nhiều lần. Nếu anh không tin thì tôi kêu Hiểu Lôi làm chứng nhé. Hiểu Lôi. Này, thương nhớ thì sao chứ? Chị hai của cậu lấy chồng rồi, bây giờ đã là bà Lương rồi, tôi còn làm được gì nữa? Nhưng mà tôi với má lúc nào cũng nghi ngờ chị hai vốn không có làm vợ Công Tử Lương. Cái gì? Tuyệt đối không làm được. Nếu như chị hai làm vợ của Công Tử Lương thì phải mời người thân của mình tới dự lễ cưới chứ. Vậy mà tới nay vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. Chị Trung, cậu muốn nói cô ấy tuyệt đối không làm được. Nếu như chị hai không có làm vợ Công Tử Lương thì nhất định có lý do riêng của chị. Có lý do gì chứ? Chị ấy vẫn còn rất yêu anh. Yêu tôi. Chết tiệt. Tức chết được. Ông xem thử bản tin trong tờ báo này. Tên khốn này bám váy đàn bà, sống nhờ vào phụ nữ, vậy mà còn đeo bồng đủ thứ. Không phải lão Triệu tôi nói đúng với hai chữ đáng chết. Ây da, bà Hoàng Vũ Trường Tuyết Nhi này kể ra cũng đáng thương thật đó. Ông xem, thời buổi này một cô gái phải nuôi cả gia đình đã không phải là chuyện dễ. Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, cho dù nhà nghèo tới đâu cũng không nên đem con gái của mình bán cho người ta làm vũ nữ. Cha của cô ấy là hạng người gì kìa? Ông xem đi, nhục nhã quá, nhục nhã quá đi. Thật là. Cho con xem. Bà Hoàng Vũ Trường Tuyết Nhi dùng dao giết chết một người. Tỉnh Lợi Tuyết, Tỉnh Lợi Tuyết chính là chị hai của con, chị hai của cậu à? Lợi Tuyết giết người, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không phải như vậy. Chị hai tôi không có giết người đâu. Chị hai không giết người đâu. Này, Chí Trung, Chí Trung, cậu chạy đi đâu vậy? Chí Trung, Chí Trung, cậu chạy đi đâu vậy? Chí Trung mà, cậu phải cẩn thận đó. Chị hai của cậu ấy sao lại giết người chứ? Ông bạn này, ông nói thử xem. Khổng kiếp thật. Đúng là trời cao bị mù rồi. Một cô gái tốt như vậy, ông nói làm sao có thể giết người được chứ? Có thể như vậy được không? Nếu có tội thì cũng tại cha của cô ấy. Hắn người như hắn khiến tôi cũng xem thường. Ông xem đi, hắn bỏ vợ bỏ con không ngó ngàng gì tới họ. Họ vì cuộc sống buộc phải cho con gái mình đi làm vũ nữ, nhục nhã quá đi. Ông nói phải vậy không? Đúng như tôi nói không? Này, hắn người như vậy, nếu để tôi gặp được, chẳng những tôi mắng vô mặt hắn mà còn đánh hắn nữa. Phải đánh cho hắn không còn răng ăn cháo mới được. Ông nói vậy phải không? Đây đây, ông khoan đi đã, tôi vẫn chưa nói hết mà. Ông nghe tôi nói đã. Nếu như ông gặp được hạng người như hắn, ông nhớ đánh hắn. Này, ông ơi, ông vẫn chưa ăn mì mà. Bà mắng người ta liên tục như vậy, làm sao người ta dám ăn mì nữa? Bà đâu có mắng ông ta. Đi thì đi. Này, tô mì vẫn còn nguyên. Bỏ như vậy thì ổn quá. Không ăn thì để ba ăn. Con à, không sao đâu, nghe lời ba. À, nói không sao đâu, không sao đâu. Ba.
không xong rồi, không xong rồi. Má, không xong rồi. Có chuyện gì rồi? Chào bác. Trong tờ báo này nói Chị hai đã giết người rồi. Chị hai giết người rồi. Cái gì? Lợi Tuyết. Má, bác gái. Má, Lợi Tuyết nó không bao giờ giết người. Lợi Tuyết không có giết người. Nhất định trên báo đưa tin sai lầm rồi. Nhất định có sự sai lầm rồi. Má, không sai lầm đâu. Trên báo nói rõ, kẻ bị chị hai giết chết tên là Thẩm Bân. Kẻ năm xưa đã dụ dỗ mẹ ruột con bỏ nhà theo hắn. Cái gì? Là hắn. Hắn là kẻ đáng chết nhất. Năm xưa hại cả nhà họ Tĩnh chúng ta thê thảm như vậy vẫn chưa đủ sao? Trời ơi, con ngoan Lợi Tuyết của má, nó không bao giờ giết người đâu. Cũng tại con, tại con. Nếu như tối đêm qua con với cô ấy gặp lại nhau thì không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Thượng Khiêm, vậy anh muốn trách em phải không? Anh chỉ trách bản thân của mình, không liên can tới em. Trong lòng của anh vốn đang trách em, phải vậy không? Chị ba, thì đã đêm qua chị không cho anh Thượng Kim đi gặp mặt chị hai. Chị không cho gặp thì sao? Bỏ nhà đã đi suốt 3 năm, bây giờ trở về cướp lại bạn trai của chị, không biết xấu hổ là gì? Chị không biết xấu hổ mới đúng. Trong lòng chị biết rõ bản thân mình đã làm gì. Bây giờ hại chị hai tới như vậy, chị thấy hài lòng lắm phải không? Sao em nói những lời như vậy? Tại chị có lỗi với chị trước, tuy rất hận, nhưng mà chị không hại chị của mình thê thảm như vậy đâu. Hơn nữa bản thân chị ấy giết người phạm pháp liên can gì tới chị? Chị Trục, chị cảnh cáo em trước, em đừng bênh vực cho chị hai rồi chống đối lại chị. Hai đứa muốn cãi nhau tới bao giờ mới thôi? Chị hai các con đã bị giam trong lao tù, các con không chịu nghĩ cách để cứu nó về mà còn đứng đây tranh cãi với nhau. Tội giết người là một tội tày trời. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ phải làm gì đây? Bác gái, bác đừng quá nôn nóng. Trước tiên chúng ta tới sở cảnh sát thăm Lợi Tuyết, tìm hiểu rõ ràng chi tiết vụ án mới quyết định sau có được không? Muốn đi thì anh đi đi, em không đi. Tới giờ phút này rồi, con vẫn còn giận chị con như vậy sao? Con với chị hai của con được sinh ra chung một núm ruột, là chị em ruột thịt với nhau. Trước kia nó đặc biệt đối xử rất tốt với con. Bỏ qua đi. Tốt với con, tốt với con là để bù đắp món nợ năm xưa đã khiến con bị chân cao chân thấp. Kể ra cũng tốt lắm. Nếu muốn so sánh thì chị ấy còn đặc biệt tốt với hai đứa em trai không cùng chung núm ruột của mình, là Chí Hào và Chí Trung, hơn con nhiều lắm. Chí Trung, theo chị thấy thì em mau đi tìm Chí Hào giúp đi. Chí Hào bây giờ đã là một luật sư nổi tiếng, mọi người ai cũng biết tên, có phải vậy không? Kêu cậu ấy về giúp người chị đáng kính đáng thương của mình đi. Mà con chỉ nói theo sự thật thôi, chỉ cần nhờ Chí Hào ra mặt bào chữa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp. Bây giờ chúng ta có đi cũng không làm được chuyện gì đâu. Đúng lắm. Bác gái, con cảm thấy Lợi Mai nói vậy cũng rất có lý. Nhờ Chí Hào ra mặt, với khả năng của cậu ấy và mối quan hệ của chú tại địa phương, nhất định thấy Lợi Mai nói vậy cũng rất có lý. Nhờ Chí Hào ra mặt, với khả năng của cậu ấy và mối quan hệ của họ cùng tại địa phương, nhất định có thể giúp Lợi Tuyết thoát nạn. Mọi người mau tìm Chí Hào. Anh về nhà thay bộ áo đi thăm Lợi Tuyết. Vậy được rồi. Được được. Này anh về nhé, anh về nhé. Này Thượng Kim, Thượng Kim, Thượng Kim. Con mau đi theo Thượng Kim thăm chị hai của con đi. Con không đi. Chị nói sao? Nhất định không đi. Con, chị ba, cẩn thận một chút. Được rồi, mặc kệ nó đi. Chúng ta mau đi cứu chị hai của con trước đã. Chị ba, chị Trùng mau đi. Chúng ta đi gặp anh Hào của con trước đã. Mau lên, mau.
không đuổi kịp ba, mau lên đi. Theo kịp rồi, theo kịp rồi. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Không được, con nhất định phải cưới thiếp. Má, con trai hay gái cũng đều như nhau mà. Má, sao má bắt con làm vậy? Con gái sẽ gả đi, gả đi rồi sẽ là con dâu của nhà khác. Nếu con không có con trai thì sau này má làm sao ăn nói với tổ tiên của họ Tỉnh được? Nhị bái cao đường, phù thê giao bái, đưa vô động phòng. Khoan đã, Bảo Châu, mặc dù con là thứ thiếp của nhà họ Tỉnh này, khi đến làm dâu họ Tỉnh, chỉ cần sinh được con trai cho nhà họ Tỉnh thì vinh hoa phú quý của họ Tỉnh còn được hưởng suốt đời. Đáng chết, đúng là đáng chết. Má, bản thân không sinh được con trai, còn muốn đầu độc hai đứa con của Bảo Châu, muốn cắt đứt hương quả của họ Tỉnh nhà này, muốn họ Tỉnh phải tuyệt hậu. Thật là độc ác. Người... Không, không, con không có. Con không có đầu độc chí trung chí hào đâu mẹ. Con nói là không có nữa. Mà con đã thấy tận mắt dễ đầu độc chí trung với chí hào. Yên tâm, yên tâm. Sao rồi, con muốn chối nữa phải không? Chẳng lẽ Bảo Châu đang vu oan cho con? Không, mà con thật sự không có. Xin má hãy tin con thật sự không có. Sao hả? Sự thật ở trước mắt còn lầm lẫn được sao? Cô, người đâu? Dạ, đuổi nó ra khỏi nhà. Má, con là con dâu nhà họ Tỉnh. Má, cút đi, con không đi. Má, con đứng lại cho má. Đứng lại. Má, má. Quả quạng rồi, quả quạng rồi. Sao lại quả quạng được? Sao lại như vậy được? Tình nhân của Bảo Châu thì ra tình nhân của Bảo Châu là thẩm bần phóng quả đốt nhà họ Tỉnh chúng ta. Đừng xem nữa, mau chạy đi, chạy đi. Má, má, mau chạy đi, chạy đi. Má, đừng khóc nữa. Má của hai em sẽ trở về mà. Má sẽ trở về với hai em, nghe rõ chưa? Má, Vinh Hân, má là có lỗi với con. Má có lỗi với con quá. Má, lúc nhà họ Tỉnh chúng ta lâm vào đường cùng, nếu không nhờ có con, má cũng không biết phải làm sao nữa. Má đã trách lầm con. Má trách lầm con rồi. Má, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Bà nội có lỗi với các cháu. Tại bà nội quá tin tưởng nhị nương của cháu mới khiến các cháu phải chịu khổ, khiến cho nhà họ Tỉnh phải lâm vào cảnh như hiện giờ. Bà nội đáng chết. Bà nội đáng chết mà. Cháu có thể hứa với bà nội một chuyện này không? Họ Tỉnh bị mất tất cả trong tay của bà nội, sau này phải nhờ vào chí trung chí hào, phải nhờ chí trung chí hào tiếp tục hương quả, để họ Tỉnh có lại sự giàu có như xưa. Cháu hứa với bà nội đi. Chí Hào, Chí Trung đã không còn mẹ. Hai đứa rất đáng thương. Cháu nhất định phải làm hết sức mình, chăm lo thật tốt cho hai đứa nó. Bà nội, cháu xin hứa. Được. Lợi Tuyết ngoan. Vậy bà nội yên tâm rồi. Yên tâm rồi. Bà nội, bà thức dậy đi, bà thức dậy đi. Bà nội, bà nội, bà nội, bà tỉnh lại đi, bà tỉnh lại đi. Má, má tỉnh lại đi. Má, má. Má đừng bỏ chúng con. Má tỉnh lại đi. Má. Bà nội, má. Má. Này, đứng lại. Này, đứng lại. Ông vô nhà tôi làm gì? Này, tôi đang hỏi ông, bảo ông đứng lại sao ông không nghe? Tôi đi nhặt rác. Xin hỏi cô, trong nhà có giấy vụn, chai thủy tinh hay đồ gì phế thải hay không? Trong nhà tôi không có những thứ đó. Muốn tìm thì đi nhà khác mà tìm. Mau đi đi, mau đi đi. Mau đi.
Mau đi đi, mau đi đi. Người này hình như mình đã gặp qua ở đâu rồi kìa. Ngoan. Là ba. Đúng là ba. Đúng là ba. 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 Ông đã bỏ rơi các con từ lâu. Bỏ nhà này từ lâu rồi. Bây giờ ông còn về đây làm gì nữa? Ông về đây làm gì nữa? Ông Cao, nhà của ông ở trong con hẻm này phải không? Chú Lý, sao ông tìm tới đây? Khó khăn lắm tôi mới tìm được cậu. Cô Tuyết Nhi, nhà tôi giao lại cho cậu món đồ này. Chú nói Lợi Tuyết à? Cô ấy có nói gì không? Có nhắn lại gì không? Cô ấy nói rồi, chứ cần cậu nhìn thấy món đồ này thì cậu sẽ biết ngay. Ông Cao, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin về nhà trước. Tôi cũng xin được chúc cho hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Sớm sinh quý tử. Làm sao chú biết tôi sắp kết hôn? Cô Tuyết Nhi đã cho tôi biết vào tối hôm qua. Cậu với em gái của cô ấy sắp kết hôn. À, vậy sao? Nghĩ lại mấy năm trước đây, cô Tuyết Nhi còn bán hoa ở trước biểu trường ba lê. Cậu vẫn còn là một phu xe kéo. Tình cảm của hai người khiến mọi người cảm thấy rất ngưỡng mộ. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại kết hôn với em gái của cô ấy? Nhưng theo tôi thấy, trong lòng của cô Tuyết Nhi tới nay vẫn còn rất thương nhớ cậu đấy. Chú Lý, chú nói Lợi Tuyết à, chú nói Lợi Tuyết vẫn còn rất nhớ tôi. Đêm qua vừa nhắc tới cậu thì cô Tuyết Nhi rất nóng lòng, hỏi về cậu chuyện này rồi hỏi chuyện nọ. Dù là thằng mù cũng nhận thấy hiện giờ cô ấy vẫn rất quan tâm tới cậu. Vậy sao? Chú Lý, có thể chú vẫn chưa biết Lợi Tuyết đã bị bắt giam vì tội giết người rồi. Sao? Cô Tuyết Nhi đã giết người? Không thể nào. Bây giờ tôi đi thăm cô ấy. Này, chờ một chút. Đánh chết tôi cũng không tin là cô Tuyết Nhi đã giết người. Không thể nào đâu. Vốn không thể nào được. Cô ấy không bao giờ giết người đâu. Đừng nói bậy. Không thể nào. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Vốn không phải như vậy. Cũng không muốn báo cho người nào biết. Đưa tay của cô ra. Đi. Đi đi đi. Hay hay. Kính thưa ông thị trưởng, ông bộ trưởng hải quân, trưởng cục cảnh sát, cục trưởng an ninh và tất cả quý vị quan khách có mặt, xin chào mừng. Được, hay. Chào mừng quý vị tới họp báo. Xin giới thiệu, đây là con rể tương lai của tôi, luật sư Tỉnh Chí Hào. Tôi vô cùng hy vọng từ nay trên chính trường của chúng ta, cậu ấy nhận được nhiều sự chiếu cố của các bậc tiền bối trên chính trường. Được, hay hay. Chỉ cần tôi có thể làm được nghị viên, tôi sẽ đem hết cuộc đời của mình phục vụ cho dân chúng thành phố. Hay, nói rất đúng, nói đúng lắm. Tương lai của tôi sẽ gắn liền với dân chúng thành phố này. Có nạn cùng gánh, có khổ cùng chịu. Riêng mục tiêu của tôi chính là mong sao đưa thành phố của chúng ta trở thành một thành phố nổi tiếng, ngang hàng với các thành phố trên thế giới này. Xin cảm ơn. Hay, hay. Không có người, Tỉnh Chí Hào sẽ không thấy ai hết vậy. Anh Hào. Anh Hào. Anh Hào. Này, nóng lòng quá đi. Vậy anh Hào.
Này, kêu réo chuyện gì vậy? Tôi là má của Tịnh Chí Hào, tôi là em của anh ấy. Phải phải, phiền ông kêu giúp nó ra đây một chút. Má cậu ấy à, xin ông làm ơn. Em cậu ấy à, hiện giờ trong đó đang có một cuộc họp báo để tranh cử nghị viên của cậu ấy. Nhưng mà chúng tôi có việc rất quan trọng lắm. Phiền ông kêu nó ra đây một chút. Ông làm ơn, làm phiền ông, làm ơn, ông làm ơn. Được được, đừng khách sáo. Vậy hai người chờ một chút nhé. Tôi vô trong thông báo lại, chờ một chút nhé. Dạ dạ, chờ tôi vào báo lại trước. Làm ơn, làm ơn. Xui da kiểu gì vậy? Muốn gặp anh Hào một chút, chẳng khác nào như xin gặp vua vậy. Không được nói bậy. Vừa rồi người đó đã nói với chúng ta, anh hai của con hiện giờ ở trong đó họp báo tranh cử, tranh cử nghị viên gì mà họ cung đang vì nó mà tổ chức họp báo. Chúng ta ở ngoài này chờ một chút đi, không sao đâu. Chờ một chút đi. Tại sao vẫn chưa thấy trở ra kìa? Vào nhà lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy người đó trở ra? Cậu hai, cậu hai, cậu hai. Mẹ của cậu và em trai của cậu tới đây tìm cậu, nói có việc quan trọng. Má và Chí Trung đến tìm anh. Má và Chí Trung đến tìm anh gấp như vậy, nhất định đã có chuyện gì quan trọng lắm đó. Anh đi đi, em sẽ nói chuyện với ba. Đi đi. Đi đi. Cậu hai, mời qua đây. Xin lỗi một chút. Ba, chị Hào đi đâu mà vội vã như vậy? Người nhà của anh Hào tới tìm anh ấy có việc quan trọng. Cái gì? Có chuyện gì quan trọng hơn buổi họp báo này chứ? Nhưng mà ba, ba, ba. Cái gì? Anh khẳng định sao? Chị ấy cầm dao giết người. Không thể nào. Có thật như vậy không? Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Thế nào rồi chứ Hào? Anh Hào, sao rồi? Cảnh sát nói chị hai đã ký tên nhận tội. Trong bản khẩu cung là đã giết người. Không thể nào. Không thể nào đâu. Má, chị hai của con không thể giết người được đâu. Bình thường nó không nhẫn tâm giết một con kiến nhỏ nào. Nhất định nó đã bị oan ức. Nhất định nó bị người ta vu oan rồi. Chí Hào à, con. Anh Hào, theo em thấy nhất định chị ấy bị cảnh sát tra khảo. Chị ấy bị tra khảo nên phải nhận tội. Tất nhiên có thể như vậy. Tại sao? Tại sao không ai cho con biết sớm hơn? Nếu như lúc ở trong sở cảnh sát có mặt con để lấy cung thì ít ra con cũng có thể bảo đảm được quyền lợi được hưởng của chị ấy. Anh chỉ biết oán trách người khác. Vừa xem được tin trong báo thì em tới gặp anh ngay. Còn anh, lâu nay anh có quan tâm đến người thân của anh hay không? Từ khi anh đính hôn với tiểu thư nhà họ cung, mọi người muốn gặp mặt anh cũng rất khó. Ông đại luật sư Chí Trung. Chí Trung, chúng ta là anh em ruột. Lẽ ra em cũng đã biết trong thời gian gần đây anh bận rộn biết bao nhiêu công việc. Lúc nào anh cũng quan tâm đến người nhà của mình. Biết rồi, biết rồi. Má biết rồi mà. Sự cố gắng và nỗi khổ của con, cả nhà ta đều biết hết rồi. Nhưng mà Chí Hào, mau tìm cách. Bây giờ phải làm sao mới cứu được chị hai của con. Má, má đừng quá đau lòng nữa. Việc xét xử phải tuân theo tuần tự của luật pháp. Bây giờ con đi chuẩn bị thủ tục để biện hộ cho chị hai lúc ra tòa. Yên tâm, hai người về trước đi. Khi nào nhận được thông báo xét xử của tòa án thì lập tức đem tới đây cho con. Như vậy, má, tin con đi. Chuyện này con nóng lòng hơn bất cứ ai. Được. Nếu không nhờ có chị hai chăm sóc và đào tạo thì sẽ không có Tỉnh Chí Hào như ngày hôm nay. Bất cứ giá nào, con cũng phải tìm cách cứu chị hai trở về. Má, Chí Trung. Chào chị Xui Gia. Ba, thân gia lão gia, chị Xui tới đây sẽ không báo cho tôi biết trước để tôi đích thân tới đón tiếp. Chúng tôi không dám đâu, ông Xui Gia. Ông quá khách sáo rồi. Ông Xui Gia, chúng tôi
đi ngang qua đây nên luôn tiện ghé thăm Chí Hào một chút. Bây giờ phải về ngay cũng được. Hiện giờ Chí Hào đang bận những việc quan trọng. Không sao, lo một lúc hai nơi được. Vậy để tôi thay mặt nó tiễn hai người. Lát nữa chúng ta cùng nghiên cứu vấn đề này lại, xem thử phải làm sao để giúp được cho chị hai của Chí Hào. Ba đã xem báo, chuyện của chị hai ba đã biết hết rồi. Vậy tốt quá. Được sự giúp đỡ của ông Xu gia thì chị của Chí Hào sẽ được cứu. Không có gì, không có gì. Cảm ơn ba. Chị hai của con được cứu rồi. Cảm ơn ba. Cảm ơn thân gia lão gia. Người nhà với nhau thì đừng quá khách sáo nữa. Chị Xu gia xin mời. Cảm ơn ông. Cảm ơn, cảm ơn. Má thông thả, chí trung thông thả. Này, Chí Hào, con giải Linh mau trở ra phòng khách tiếp đãi mọi người. Con đừng quên, hôm nay có là nhân vật quan trọng trong buổi họp báo này đó. Chuyện của chị hai con để ba giải quyết cho con được rồi. Không ngờ ba lại chủ động ra mặt để giúp anh cứu chị hai của mình. Anh cũng không biết phải làm sao để tỏ lòng cảm kích của mình đối với ba. Vậy anh tốt hơn với con gái của ông là được rồi. Ái Linh, cảm ơn em. Về chuyện này thì tôi sẽ để tâm lo lắng hơn. Bây giờ Chí Hào không khác gì với con ruột của tôi. Lâu nay tôi cũng vẫn xem nó như con ruột của mình mà đối xử với nó. Chị yên tâm đi. Được, được. Chị Xu gia, đây, số tiền này xem như một chút lòng thành của tôi. Vậy chị nhận lấy, nhận lấy đi. Đem số tiền này lập tức đi mời ngay một luật sư thật nổi tiếng giúp chị hai của Chí Hào biện hộ vụ này. Nếu như số tiền này vẫn không đủ, chị cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi lập tức sai người đem tiền qua nhà cho chị, ông Xu gia. Nhưng mà vậy hai người cũng thấy rồi đó. Hiện giờ tôi đang tìm đủ mọi cách để giúp Chí Hào tranh cử nghị viên thành phố. Này, lúc hai người mới bước vào đây lẽ ra cũng đã thấy tôi vì Chí Hào của hai người hôm nay đã sắp xếp một buổi họp quan trọng thế nào. Nhất định hai người cũng đã biết rõ. Nếu như để bọn ký giả trong đó biết được Vũ Lữ Tĩnh Lợi Tuyết giết người là chị hai ruột thịt của Chí Hào, vậy thì tất cả cố gắng và nỗ lực trong bao nhiêu năm qua của tôi đều mất trắng hết. Chí Hào cũng không được ra tranh cử nghị viên nữa. Cho nên Chí Hào tuyệt đối không được ra mặt để ra tòa biện hộ cho chị hai của nó được. Vậy còn một điều quan trọng là hai người tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết Tĩnh Lợi Tuyết và Chí Hào có quan hệ chị em ruột thịt. Vậy buộc anh Hào không nhận chị hai, ông có nhầm lẫn hay không đó? Nói năng lễ phép một chút đi. Ông Xu gia, tôi đã hiểu ý của ông rồi. Cảm ơn ông đã hết lòng nâng đỡ lo lắng cho Chí Hào. Má, tại sao phải cảm ơn họ chứ? Má, má, Chí Trung, chúng tôi không phải là những người ăn mày tới nhà của ông xin xỏ. Ông đừng đánh giá chúng tôi quá thấp, xem thường chúng tôi như vậy. Chỉ Trung không được vô phép. Mau xin lỗi ông Xu gia đi con. Mau mau, mau xin lỗi ông Xu gia đi. Được, tôi xin lỗi ông. Tôi xin lỗi. Số tiền này trả cho ông. Nhưng ông có thể cho anh Hào ra gặp tôi không? Hiện giờ anh của cậu đang tiếp khách quan trọng, bàn chuyện sắp tranh cử nghị viên của nó, không ra đi được. Tôi mặc kệ. Bây giờ tôi sẽ hỏi anh ấy những chuyện liên quan tới chị hai của tôi. Tôi nói không được gặp thì không được gặp. Anh Hào, anh Hào, làm gì đó? Cậu làm gì đó? Cậu làm gì đó? Anh Hào, chị hai đang cần anh giúp. Anh Hào, anh Hào, không được cho hắn vô trong. Anh Hào, mau đóng cổng lại. Anh Hào, anh Hào, đừng gọi nữa, đừng gọi nữa. Anh Hào, anh Hào, đừng gọi nữa. Chi Trung à, con làm gì vậy? Chẳng lẽ ông Xu gia đã nói như vậy con không nghe được hay sao? Chí Hào nó hiện giờ đang ở bên trong, gặp những nhân vật quan trọng bàn chuyện sắp tranh cử nghị viên của nó. Chúng ta không nên kêu nó ra đây nữa. Anh Hào, chúng ta mau về nhà đi. Đi, mau về nhà. Má, anh Hào đã. Mau theo má về nhà, Chí Trung à. Chí Trung, anh Hào, mau về nhà. Anh Hào, Chí Trung, chị hai đang cần anh. Anh Hào, đừng gọi nữa, mau về nhà. Anh mau ra đây, anh mau ra đi. Anh Hào, anh Hào, mau đi đừng gọi nữa, mau về nhà đi.
Vô đi. Chị Cát, cho thêm người mới ở chung với chị để cùng chị nói chuyện cho vui. Những món ăn mà chị đã căn dặn lát nữa sẽ đem vô cho chị. 1459. Phải nhớ cho thật kỹ, 1459 là tên của cô. Từ nay trong này cô không còn tên họ nữa, chỉ còn số hiệu, nghe rõ chưa? Nói đi. Nói. Nghe rõ. Đã vô tới đây thì phải giữ quy định trong này, nếu không cô sẽ nếm mùi đó. Chỗ ngủ của cô ở bên kia, được ở chung phòng với chị Cát xem như cô có phước lắm rồi đó. Nghe rõ chưa? Chị Cát, tôi xin ra ngoài. Không được may mắn. Không may mắn. 1459. Chết không được cứu. Đúng là không được may mắn. Đừng nhìn nữa. Số của tôi là con số may mắn. 1458. Biết chưa nào? Con số này mang ý nghĩa là suốt đời của tôi cũng đều được phát đạt. Lần đầu tiên ngồi tù sao? Cô phạm về tội gì rồi? Cô hỏi cô đó phạm về tội gì? Cô câm rồi sao? Nói đi. Giết người. Giết người. Cô giết người thật sao? Cô giết người. Cô làm sao giết người được chứ? Tôi vừa bóp cổ của cô tới gần chết, cô cũng không chống trả lại. Vậy làm sao có thể giết người được chứ? Chính tôi đã giết hắn. Đúng là tôi đã giết hắn. Cô vội vã nhận tội như vậy, nhất định là đang nhận tội cho người khác, có phải không? Không phải đâu. Tôi không nhận tội cho ai cả. Đúng là tôi đã giết hắn. Chính tôi đã giết chết hắn. Vậy sao? Cô này, chỉ cần nhìn vào đã thấy rõ ngay. Dốc dáng mảnh mai, tuyệt đối không phải hạng người dùng đao dùng búa. Chị nhận xét sai lầm rồi. Thật ra tôi cũng không phải là một cô gái tốt lành gì. Vậy chẳng lẽ cô cũng giống như tôi, cũng là hạng gái lưu manh? Tôi không phải. Tôi thấy cô không giống rồi. Quay mặt qua đây. Quay mặt qua đây. Tôi cảm thấy gương mặt của cô rất quen thuộc. Hình như tôi đã gặp qua cô ở đâu thì phải. 1459. Mau trả lời đi. Trả lời lớn tiếng một chút, nếu không sẽ bị khổ đó. Có người tới thăm. Mau lên. Mau lên đi.
Lợi Tuyết, Lợi Tuyết, em khoan đi. Lợi Tuyết, anh xin em, em khoan đi có được không? Em ngồi đây được không? Lợi Tuyết, em ngồi đây được không? Lợi Tuyết, thật ra chuyện này là thế nào? Đầu đuôi chuyện này là sao? Em không thể là hung thủ giết người được. Tuyệt đối không phải đâu. Cũng tại anh, anh đã có lỗi với em. Chính anh đã hại em. Nếu như hôm qua anh đến chỗ hẹn với em thì không có những chuyện như vậy xảy ra cho em. Em mau cho anh biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Em tưởng anh không đến gặp em, nên em chờ nửa tiếng đồng hồ sau thì bỏ đi. Lợi Mai biết anh đi gặp mặt em. Sao? Nó... anh đã nói thật với cô ấy. Cô ấy không muốn, cô ấy không muốn anh tới gặp em. Sau đó xảy ra chuyện hiểu lầm nhỏ, anh buộc phải đưa cô ấy tới bệnh viện trước. Đưa tới bệnh viện. Lợi Mai có sao không? Em yên tâm, cô ấy không sao. Thượng Khiêm, em gái của em phải nhờ tới anh rồi. Em sẽ chúc phúc cho hai người. Lợi Tuyết, 3 năm trước, 3 năm trước, em thật sự cùng với công tử Lương đính hôn rồi, phải không? Sắp rồi. Cho nên anh cũng phải chúc phúc cho em. Suốt 3 năm qua, suốt 3 năm qua, trong lòng anh không lúc nào được yên. Anh biết em vẫn còn rất yêu anh. Anh biết em vẫn còn rất yêu anh. Được rồi, Thượng Khiêm, bây giờ em đã trở thành phạm nhân giết người. Chuyện quá khứ anh hãy để nó trôi qua đi. Anh đừng nhắc lại nữa. Em chỉ mong trước khi em bị kết án tử hình, có thể nhìn thấy anh và Lợi Mai kết hôn. Anh hứa với em được không? Lợi Tuyết, em có thể cho anh biết em đã vì Lợi Mai mà hy sinh tình yêu của mình, có phải không? Em nhận là em rất yêu thương Lợi Mai. Nhưng mà một người chị như em đây, dù cao cả thế nào, cũng không thể vì hạnh phúc của em gái mình mà hy sinh hạnh phúc cả đời của mình như vậy. Hạnh phúc mà em đang nói không phải anh. Chẳng lẽ anh đã quên 3 năm trước em chia tay với anh như thế nào? Lợi Tuyết, anh đã tốt nghiệp và đã làm bác sĩ. Anh có thể kiếm tiền tự nuôi mình rồi. Anh có thể đừng làm phiền em nữa có được không? Lợi Tuyết, tại sao em, sao đột nhiên em lại thay đổi như vậy? Em biết anh đau lòng như thế nào hay không? Anh không sao hiểu nổi. Thật ra anh đã có lỗi gì với em? Sao em lại đòi chia tay với anh? Em nhận là em đã thay đổi. Trước kia em đã từng yêu anh, cho nên em đã cam tâm tình nguyện giúp đỡ anh, cung cấp cho anh ăn học. Nhưng em không thể làm như vậy suốt đời được. Bây giờ anh đã có thể ra ngoài tìm việc làm rồi. Anh đã có thể kiếm được tiền rồi. Anh sẽ nuôi dưỡng em suốt đời mà. Thượng Khiêm, anh chỉ là bác sĩ mới ra trường, bao giờ mới cho em được nhà lầu, được ngồi xe hơi? Công tử Lương có thể cho em những thứ đó ngay. Xem ra em và công tử Lương sắp kết hôn với nhau phải không? Em và Hưng Bang chuẩn bị tháng sau làm lễ đính hôn. Mong tới lúc đó anh cũng có mặt chia vui với em. Hưng Bằng cũng rất mong anh tới dự. Khoan đã, cho em biết, 2 ngày nữa anh ra nước ngoài du học, có thể anh sẽ không có mặt tham dự được. Bây giờ xin chúc phúc cho hai người. Cảm ơn anh Thượng Khiêm. Em và Hưng Bang cũng xin chúc cho anh sớm học thành tài trở về. Tạm biệt. Ông Cao, nếu có thể thì nhớ tới uống ly rượu mừng với chúng tôi. Nếu như em thật sự đã chọn công tử Lương, thì tại sao em không trả nó lại cho anh ngay từ đầu, để anh sớm quên đi hình bóng của em?
Mối tình đầu là một mối tình sống mãi trong lòng. Ban đầu em muốn giữ nó lại bên mình để làm kỷ niệm. Không ngờ nó lại tạo ra nhiều hiểu lầm cho anh như vậy, khiến anh không sao quên được hình bóng của em, để rồi kéo dài hôn sự của anh với Lợi Mai. Điểm này là do sự ích kỷ của em. Em xin lỗi. Lợi Tuyết, có thể là do anh quá ngốc. Lâu nay anh cứ tưởng khi đã yêu một người thì nhất định sẽ yêu trọn đời. Lợi Tuyết, em biết không, từ khi em xa anh thường xuyên mất hết tự chủ. Đi tới nơi hẹn năm xưa của hai chúng ta là dưới cột đèn số 6 ở trên phố. Anh lúc nào cũng mong chờ em. Anh còn nghĩ rằng em nhất định sẽ trở về với anh. Không ngờ anh lại quá ngốc tới như vậy. Có thể trước kia em đã yêu sự ngu ngốc này của anh. Được rồi, bây giờ đôi bên để nói rõ với nhau. Nay anh cũng đã có Lợi Mai rồi. Lẽ ra anh quên được hình bóng của em rồi đó. Nếu còn thay tâm đổi ý thì sẽ bất công đối với Lợi Mai. Quên em. Có thể anh không sao làm được như vậy. Nhưng mà em yên tâm, Lợi Tuyết, anh nhất định sẽ rất tốt với Lợi Mai. Còn về mối tình trong lòng của anh, vĩnh viễn chỉ có một hình bóng, đó chính là em. Bỏ đi, bỏ đi. Anh muốn nghĩ sao thì tùy ý của anh. Anh phải nhớ những lời vừa nói. Nhất định phải tốt với Lợi Mai. Bấy nhiêu đủ rồi. Này, chờ một chút. Lợi Tuyết, năm xưa vì muốn trị chứng đau đầu cho em, anh đã theo học khoa ngoại thần kinh hệ. Mặc dù hiện giờ chúng ta đã chia tay, nhưng mà lời hứa đó anh nhất định phải làm cho được. Xem như là anh trả lại cho em món ân tình ngày xưa em đã giúp anh ăn học. Không cần đâu. Năm xưa chúng ta ở bên nhau là đôi bên tự nguyện, không ai nợ ai gì cả. Bây giờ em đã trở thành một kẻ tử tù sắp chết. Anh cũng đừng lãng phí thời gian vì em nữa. Em không thể là kẻ giết người được. Em tuyệt đối không thể giết người được. Lợi Tuyết, em biết không, bây giờ Thí Hào đó là một luật sư nổi tiếng. Cậu ấy nhất định sẽ giúp em rửa mối oan này. Còn về chứng đau đầu của em, hãy giao cho anh chữa trị. Anh đã từng ra nước ngoài du học, sao anh nói quá nhiều tới như vậy? Anh, từ nay những chuyện của em Hân Bang sẽ giúp em giải quyết. Những người khác không ai được can thiệp nữa, nhất là anh. Có tới gặp em, em cũng từ chối. Lợi Tuyết, nghe nói người vô thăm cô không phải là người nhà của cô. Vô đây thăm cô gấp hơn người nhà của mình, nhất định là người yêu của mình rồi. Được gặp lại người yêu, trong lòng chua xót là chuyện khó tránh. Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, dù sao cũng không thể ra ngoài được nữa. Qua đây,
qua chơi mấy ván bài cho đỡ buồn, ai thua thì trả lên cho người kia. Thượng Khiêm, anh biết không, anh là người mà em yêu nhất trong cuộc đời của mình. Nhưng đáng tiếc, kiếp này chúng ta không duyên không phận. Nếu như có kiếp sau, em nhất định yêu anh nhiều hơn. Em nhất định yêu anh nhiều hơn. Những cây đang mọc ở đây cùng với những cây ở bên kia, cậu nhớ phải tỉa cho thật gọn, thật khéo, thật đẹp cho tôi. Cậu nghe rõ chưa? Này, còn bên kia nữa. Dạ. Thưa ông, tôi xin lỗi làm phiền một chút. Tôi muốn mời luật sư Tỉnh Chí Hào giúp tôi bào chữa một vụ kiện. Phiền ông vào báo lại giùm tôi một tiếng. Ông muốn thưa kiện? Dạ dạ. Vậy chi phí để thuê một luật sư bào chữa ông trả nổi hay không? Đi 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 đi. Tôi là bà con của luật sư Chí Hào. Bà con xa hay bà con gần? Tôi là chú họ của luật sư Chí Hào. Đây. Đây. Ông đưa hình này cho cậu ấy. Cậu ấy xem xong thì biết ngay. Tôi là người đứng sau lưng của bà nội cậu ấy trong tấm hình này. Ông làm ơn. Đích thực là ông này trông rất quen mặt. Xin cho biết quý danh. Tôi là cha ruột của cậu. Cha ruột của tôi. Ông nói ông là cha ruột của tôi, là người mà trước kia lúc nào cũng thương yêu, cũng lo lắng cho chúng tôi. Mau đi mua thiếu chai rượu cho bà. Hai đứa bay, mau qua bên này. Tao kêu hai đứa bay qua bên này, không nghe hay sao? Chúng con vẫn chưa làm xong bài vở. Còn làm bài vở gì chứ? Mau, đi 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 đi, mau đi. Ra tiệm rượu ngoài đầu hẻm, mua thiếu cho ba chai rượu. Con không đi. Hôm qua sau khi tan học, bà chủ tiệm ngoài đầu hẻm vừa thấy mặt con, đã kêu con lại đòi tiền rượu. Con không dám đi mua thiếu nữa đâu. Mày nói cái gì chứ? Muốn đánh hay không hả? Anh hai đã nói đúng, chúng con không đi mua thiếu nữa đâu. Đồ khốn. Hai đứa muốn làm phản phải không? Hai thằng khốn này, mau đi mua. Nếu không thì tao đánh chết. Mau đi mua, mau. Đồ khốn. Ba ơi, đi hay không? Ba ơi, ba đừng đánh hai em con nữa. Tránh con một bên. Tao kêu đi mua, chịu đi mua chưa? Ba ơi, đừng đánh nữa. Tôi có ấn tượng rất sâu đối với người cha của mình. Cho dù gặp phải khó khăn thế nào, ông ấy cũng đem hết tâm sức của mình ra để bảo vệ cho người thân của ông. Dùng sinh mạng của ông bảo vệ cho họ. Ông ấy yêu thương con cái của mình như vậy. Năm xưa cha của tôi vì phải lo trả những món nợ đã thiếu, vì phải nuôi dưỡng bốn đứa con yêu thương của mình, đã cố gắng làm việc bất kể ngày đêm, tìm đủ cách để kiếm tiền. Sau cùng vì quá kiệt sức nên đã chết rồi. Chí Hào, Cha tôi đã chết rồi. Chí Hào, cha của tôi chết lâu rồi. Tôi không còn cha nữa. Tôi đã mất cha từ lâu lắm rồi. Tôi đã chôn cất cha mình ở trong này. Ông chết rồi. Ông ấy chết lâu rồi. Chí Hào, được rồi. Mặc dù tôi không quen biết ông, nhưng mà tôi có thể tội nghiệp cho ông.
Tôi nghĩ số tiền này lẽ ra cũng đủ giúp cho ông say sưa được hơn nửa năm. Không, đủ cho ông say sưa hơn nửa năm đó. Không, cha tới đây tìm con không phải để xin tiền. Cha tới để xin con ra mặt cứu chị hai của con. Cha xem báo, biết tin Lợi Tuyết để giết người, nhất định là nó đã bị tội oan. Con mau ra mặt, mau ra mặt cứu chị hai của con đi. Chuyện của chị hai tôi không cần người ngoài như ông can thiệp vào. Cha, tôi lặp lại một lần cuối. Người cha cao cả của chúng tôi đã chết lâu rồi. Chí Hào, ông ấy đã chết. Chí Hào, Chí Hào. Chí Hào, Chí Hào. Cha, cha, Chí Hào, đi. Cậu chủ, đóng cổng. Dạ, đóng cổng, mau đóng cổng. Chí Hào, Chí Hào. Đem cây dù cho ông ấy. Dạ. Cậu chủ, ông ấy đi xa rồi. Bảo cô đánh bài với tôi thì cô không chịu đánh, lại nằm đó rên rỉ không phiền hay sao? Này, cô thấy sao rồi? Đau đầu phải không? Nếu thấy đau quá nhiều thì đừng cố chịu đựng nữa. Cần tôi kêu người giúp cô hay không? Ít ra cũng phải lên tiếng chứ. Đừng làm như vô đây rồi thì bị câm luôn như vậy có được không? Lợi Mai, đường hơi khó đi, em phải cẩn thận đó. Được, cẩn thận đó. Chị hai, chị cũng phải cẩn thận. Chân của em. Chị hai. Chân của em. Chị hai, mau cứu 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 em. Lợi Mai, chị tới cứu em. Chị hai. Lợi Mai, chị hai, mau qua cứu em. Chị hai, mau cứu em. Đau quá. Lợi Mai, chị hai. Chị hai. Chân của em chảy máu rồi. Lợi Mai, em đừng sợ. Chị hai sẽ cõng em tới bệnh viện ngay. Em nhất định phải cứu lên. Chị hai, em có bị chết hay không vậy?
Không chết đâu, không chết đâu. Lợi Mai, Lợi Mai, em tỉnh lại đi, Lợi Mai. Lợi Mai, Lợi Mai, Lợi Mai, Lợi Mai, chân của em. Lợi Mai, Lợi Mai, nằm mơ phải không? Chân của em. Lợi Mai, cô vừa gọi tên Lợi Mai. Lợi Mai là gì của cô? Đồ điên khùng. Sao hôm nay trời lại mưa quá to tới như vậy? Có thể trời đang tội nghiệp cho người nào đó. Con nói tội nghiệp cho người nào? Con đã gặp lại ba của con. Cái gì? Con đã gặp lại ba của con. Phải đó. Con gặp lại ông ấy ở đâu? Con gặp lại ba của con ở đâu? Con nói đi, mau nói cho má biết đi. Ông ấy tới nhà chúng ta, con không nhận được ông ấy. Sau đó ông ấy không nói tiếng nào, đã bỏ đi ngay. Xem ra thì ba của con vẫn không quên được chúng ta. Ông ấy đã trở về để thăm chúng ta. Má, người cha như vậy đã từ bỏ chúng ta bao nhiêu năm rồi. Lâu nay đã bỏ mặc sống chết của chúng ta, má còn nhớ ông ấy làm gì nữa? Con đừng trách ông ấy. Dù ông ấy có lỗi lầm như thế nào thì cuối cùng ông vẫn là cha ruột của các con. Má, con không nghe lộn chứ? Con vẫn còn nhớ rõ ràng từng chi tiết một. Năm xưa lúc Chí Hào bị thương, ông ấy vẫn còn đang say như hũ chìm, không chịu giúp cho ai một việc gì. Sau đó ông ấy bị trốn nợ, một mình cao bay xa chạy, bỏ lại cô nhi quả phụ chúng ta. Ngày nào cũng bị chủ nợ tới đòi. Mà người bị đòi nợ là chúng ta, là chúng ta đó. Chị hai đã vì hoàn cảnh gia đình ta buộc phải đi làm vũ nữ. Nếu như muốn trách thì má phải trách người đàn ông hèn nhát vô trách nhiệm đó. Còn không được nói cha của con như vậy. Má, má không cho con nói như vậy thì không được nói. Má, bất cứ chuyện gì đôi khi cũng có nguyên nhân của nó. Đôi khi không thể chỉ nhìn ở bên ngoài. Ba của con bị kẹt ở giữa, nhất định ông ấy có nỗi khổ của mình. Ông ấy có nỗi khổ tâm gì chứ? Ông ấy vốn là một người đàn ông hèn nhát vô trách nhiệm. Mặt không cho con nói như vậy. Dù mặt có đánh con vẫn phải nói. Nếu để con biết ông ấy là tỉnh Nhan Kỳ sớm hơn thì con nhất định phải dùng chổi quét ông ta ra ngoài rồi. Con, ông ấy không đủ tư cách để bước vô nhà họ Tỉnh này nữa. Con ghét ông ấy, xem thường ông ấy, con xem thường ông ấy. Lợi Mai, ba của con thật sự có lỗi với gia đình này. Nhưng dù nói thế nào thì ông cũng vẫn là cha ruột của các con. Bao năm qua con xem ông ấy ở bên ngoài, nhất định đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Sự đau khổ của ông ấy bằng sự đau khổ của chúng ta hay sao? Mà ông ấy khổ hơn chúng ta hay sao? Con hận ông ấy, con hận ông ấy, con hận ông ấy. Lợi Mai, Lợi Mai, Nhan Kỳ, nếu ông thật sự nhớ gia đình này thì ông mau trở về đây đi. Ông mau về đây đi, Nhan Kỳ. Thank you.
càng nhìn cô tôi càng cảm thấy cô rất quen. Nhất định đã gặp được cô ở chỗ nào rồi. Nếu không tại sao sau khi cô vô đây không chịu lên tiếng nói gì với tôi, thì tôi đã nhớ được cô chứ. Chị Cát, tiếp khách. Người đang buồn gặp được chuyện vui. Một bốn năm chín. Có người nhà tới thăm. Mau lên, ra ngoài. Sao vẫn chưa thấy chị hai của con ra đây? Nhìn cái gì? Chị Trung, trong này toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa. Chị hai của con ở trong này có bị bọn họ ăn hiếp hay không? Má, không có đâu. Không đâu, má đừng lo. Chị Cát, mời. Chị Cát, 1459, vô đây. Lợi Tuyết, chị hai. Lợi Tuyết, chị hai. Làm gì đó, ngồi xuống, ngồi yên đó. Mà 1459, tiếp khách. Mà, Lợi Tuyết, chị hai. Chị Trung, Lợi Tuyết. Mà, chị Trung, đã lâu không gặp. Mọi người đều khỏe không? Khỏe, khỏe. Mọi người vẫn khỏe, chị hai. Chị Cát, bắt đầu con định về đi thăm mọi người, ngờ đâu con lại bị... Con xin lỗi, đã khiến mọi người phải lo lắng. Sao con lại nói những lời như vậy chứ? Mọi người trong nhà đều rất nhớ con. Nghe tin con đã trở về, ai nấy cũng đều vui mừng. À, Lợi Mai nó bận phải đi lưu diễn. Còn Chí Hào thì bận chuyện tòa án. Chờ hai đứa nó làm xong sẽ vô đi thăm con. Mà nhìn thấy con như bây giờ, nhất định ở trong này đã chịu rất nhiều cực khổ. Con phải cố lên. Mà dù cũng mất đi mạng già này, cũng tìm cách giúp con rửa sạch oan tình. Mà má đừng lo lắng tới chuyện của con nữa. Mà thấy sức khỏe của má như hiện giờ vẫn còn cứng rắn như năm xưa thì con yên tâm lắm rồi. À, trong thời gian con không có ở nhà, má có tin gì về ba và nhị nương hay không? Ba của con có ghé qua nhà để thăm mọi người. Chỉ tại lúc đó mọi người không có ở nhà. Có một lần Lợi Mai gặp được ông ấy, nhưng nó không nhận được ông ấy. Riêng về nhị nương của con, tới bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về bà. Cũng không ai biết hiện giờ ba đang ở đâu nữa. Má, trong lòng ba cảm thấy còn nợ chúng ta, nên ông không dám chính thức về nhà. Lần sau nếu má gặp được ba, má nhất định phải giữ ba ở lại. Ba cũng đã lớn tuổi rồi, cần phải có người ở bên cạnh chăm sóc cho ông. Còn nhị nương nữa, trước kia đã làm những chuyện có lỗi, trong lòng nhất định sẽ rất hối hận. Nhất là cảm thấy có lỗi với má. Chỉ cần má chịu lên tiếng thì bà mới dám về nhà. Những chuyện không vui trước kia đã qua hết rồi. Má, cũng rất mong muốn cả nhà chúng ta được sớm đoàn tụ với nhau. Chỉ lo nói chuyện này, mau quên hỏi con chuyện quan trọng. Trong báo đăng những tin đó, thật ra có đúng như vậy hay không? Vậy chuyện Thẩm Bần bị người giết chết, tại sao lại có liên quan tới con như vậy hả? Má, về chuyện này Hưng Ban sẽ giải quyết giùm con. Má đừng lo lắng nữa, đừng bận tâm nữa. Chị Trung, chị Trung, em lớn rồi. Em lớn rồi. Bây giờ Chí Hào đã dọn ra ở riêng. Trong nhà chỉ có em là đàn ông.
Em phải gánh vác hết mọi chuyện, đừng để má phải vất vả nữa. Em nghe chưa? Em biết rồi chị hai. Chị ạ, chị đừng lúc nào cũng lo cho người khác. Mọi người ai cũng muốn biết trong thời gian qua chị đã bỏ đi đâu. Chị viết thư về nhà cũng chỉ có mấy dòng chữ ngắn ngủi. Mọi người muốn gửi thư cho chị nhưng lại không có địa chỉ để gửi cho chị. Em đừng giận chị. Trong mấy năm qua chị sống rất hạnh phúc. Chị và Hưng Bang thường đi du lịch ở khắp nơi, thật sự không có địa chỉ để liên lạc. Chị hai, chị kết hôn với công tử Lương thật sao? Tại sao chị không cho người trong nhà biết tin? Chị hai, chị biết không, anh Thượng Khiêm lúc nào cũng thương nhớ chị. Em dám khẳng định, người anh ấy yêu là chị, không phải là chị ba. Chị Trung, đừng nói bậy. Chuyện này nếu để chị ba của em nghe được sẽ không tốt lắm. Chị và Hương Bang kết hôn là chuyện sớm muộn. Hôm trước anh Thượng Khiêm giờ đi thăm chị, anh ấy cũng đã biết hết rồi. Anh ấy còn nói với chị nhất định sẽ đối xử thật tốt với Lợi Mai. Má, xem ra nhà chúng ta phải chuẩn bị lễ kết hôn cho Lợi Mai rồi đó. Chị hai, chị đã biết rõ trong lòng chị ba rất căm hận chị. Xảy ra chuyện quan trọng như vậy, không tới đây thăm chị lần nào. Vậy mà chị còn vui mừng cho chị ấy, thật là đừng nói bậy. Má, đừng trách Chí Trung nữa. Hiện giờ giọng hát của Lợi Mai khá hơn nhiều không? Con nghĩ ngày nào đó nhất định nó sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng. À, chân của nó khỏe nhiều chưa? Khỏe, khỏe. Nếu để em nói thì chân cao chân thấp gì đâu. Em thấy chị ấy đi đứng rất bình thường. Chỉ tại bác sĩ nói như vậy thôi. Chị xem, mỗi lần má nấu được món gì ngon thì chị ba chạy tới dành ăn nhanh hơn bất cứ ai. Chị Trung, chị Cát, tháng trước sông Bạc chúng ta có doanh thu hơi thấp một chút. Chờ tới tháng sau, tôi nhất định cố gắng kiếm lại hơn gấp đôi. Tôi nhất định kiếm thêm nhiều khách sọ để bù đắp lại doanh thu tháng này. Bây giờ tôi bảo đảm với chị. Được rồi, biết rồi, biết rồi. Chí Hào thật sự không làm cho mọi người phải thất vọng. Hiện giờ nó đã làm được luật sư. Chí Trung, em cũng phải cố gắng hơn. Hai em một văn một võ đều là niềm tự hào của họ Tỉnh chúng ta. Sau này họ Tỉnh chúng ta trông cậy vào hai em lấy lại danh dự, lập lại sự nghiệp, đem vinh hoa về cho nhà họ Tỉnh. Em biết không, dòng hồn của bà nội của Linh Thiên nhất định sẽ thấy rất vui. Chị hai, em biết rồi. Nhưng mà em không giống như anh Hào. Em sẽ không để cho bên đàn gái xỏ mũi của mình đi khắp nơi. Chị Hào gần đây bận rất nhiều việc, không có thời gian lo chuyện ra tòa của con. Nó nhờ má tìm cho con một luật sư khác có nhiều kinh nghiệm hơn. Nó nói khi nào rảnh nó sẽ tới đây giúp cho con. Má, chuyện của chị hai nó cũng rất quan tâm. Thật ra vụ án của con không cần Chí Hào phải ra mặt can thiệp vào. Con, má, tuyệt đối không nên cho người ngoài biết được. Nó có một người chị đã từng làm vũ nữ, đã từng là hung thủ giết người như vậy. Má hứa với con, chúng ta không được làm hỏng Chí Hào, tuyệt đối không được ảnh hưởng tới nó. Má, má hiểu ý của con hay không? Lợi Tuyết à, con đừng có lúc nào cũng nghĩ tới người khác, không lo cho mình. Bây giờ con đã phạm tội giết người đó. Phải đó chị hai. Chị tuyệt đối không phải là kẻ giết người. Không thể nào, không thể đâu. Thẩm Mân là do chị giết. Chị đã nhận tội với bên cảnh sát rồi. Không thể nào. Lợi Tuyết, từ nhỏ đến nay luôn mắng một người, con cũng không biết mắng. Chị làm sao con có thể giết người được chứ? Đúng chị hai, chị tuyệt đối không phải hung thủ. Chị tuyệt đối không có giết người. Thẩm Mân là do chị giết. Hắn vốn là một kẻ đáng chết. Lợi Tuyết, năm xưa hắn dụ dỗ nhị nương phá hủy tài sản chúng ta, khiến chúng ta bị tán gia bại sản, nếm đủ cơ cực. Nếu không thì con cũng không vì đồng tiền đi làm vũ nữ. Con đã hận hắn từ lâu. Lần này hắn lại tới tìm con để tống tiền, còn cưỡng bức con. Con buộc lòng phải tìm cách giết hắn. Má, Chí Trung, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Bây giờ con đã là phạm nhân giết người đang chờ đền mạng.
Còn gian xin hai người, xin hai người hứa với con, hứa với con một lần cuối cùng này, mọi người đừng vô đây để thăm con nữa, có được không? Thẩm Bân là do con giết, con đã giết chết hắn đó. Không, hắn đáng chết, hắn đáng chết. Không, hắn vốn là một kẻ đáng chết. Không, Lợi Tuyết, không phải đâu. Từ nhỏ đến nay con nói láo, không được tự nhiên như bình thường. Con nhìn vào mắt của má đi, cho má biết đây không phải là sự thật. Con không phải hung thủ giết người. Lợi Tuyết, nói với má, đây không phải là sự thật. Má, Thẩm Bân thật sự là do con giết. Con là bất hiếu, khiến cho má phải thất vọng. Không, 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 không thể nào, không thể nào. Chị hai, chị không thể nào là hung thủ được. Chị không thể nào là hung thủ được. Ngồi yên, ngồi yên, ngồi xuống đó ngay, ngồi xuống. 1459, vi phạm trật tự lúc tiếp khách. Chị hai, lập tức ngừng tiếp khách ngay. Lần này sẽ cho cô nếm mùi đi. Chị hai, tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi. Đừng nói nữa, không phải lỗi của con tôi. Các người muốn phạt thì xin phạt tôi đi, phạt tôi đi, phạt tôi đi. Người nào la lối ôm sòm trong phòng tiếp khách. Chào trưởng đại, báo cáo trưởng đại. Thân nhân của cô ấy quá xúc động, bây giờ không sao rồi. Má, Tử Kính, mời. Anh Tử Kính, tôi không ở đây với anh được. Má, chị hai được cứu rồi. Chị hai được cứu rồi. Chị Hào, em không nên vào đây. Không nên vào đây. Tôi sẽ để Chị Hào theo anh để học tập rút kinh nghiệm. Là bạn với nhau, anh đừng khách sáo. 1459, hết giờ tiếp khách rồi. Đi đi. Chị hai, chị hai. Lợi Tuyết, Lợi Tuyết, chị không thể giết người được, chị không thể giết người được. Chị hai, chị không phải hung thủ đâu. Phải đó, Lợi Tuyết, anh Hào, anh Hào. Chị Trung, anh Hào, xin anh cứu chị hai, xin anh cứu chị hai. Được rồi, chị Trung, mau theo má về nhà, theo má về đi. Chị hai không phải hung thủ đâu anh Hào. Được rồi, mau trở vào trong đi. Chị Trung nghe lời má, theo má về đi. Nhị về luật sư đã tới trễ một chút. Còn nhìn gì nữa? À, chị Cát, vụ án của chị gần đây chúng tôi đã điều tra kỹ lại rồi. Chúng tôi đã bổ sung thêm một số tư liệu mới, chị xem lại. Nếu chị cảm thấy còn thiếu điều gì thì chúng tôi... anh Hào, chị hai không phải hung thủ đâu. Anh cứu chị hai đi, anh Hào. Này, lát nữa gặp được ông trưởng trại, đừng tỏ ra mất lịch sự đó. Ông ấy rất có tương lai trong ngành tư pháp, sẽ giúp được rất nhiều cho tương lai của con. Ba, bất luận thế nào con cũng sẽ... Im đi. Ba, con... Bất luận thế nào con cũng phải ra mặt bào chữa cho chị hai con. Có phải vậy không? Phải vậy không? Cho dù phải làm hỏng kế hoạch tranh cử nghị viên mà ba đã lo cho con, hy sinh hôn ước giữa con và Ái Linh, con cũng sẽ không từ, có phải không? Ba, nói đi, có phải vậy không? Không, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ Ái Linh. Vậy còn tương lai sáng chói của con thì sao? Để không phụ lòng mong đợi bao nhiêu năm ba đã chăm lo đào tạo cho con, con nhất định phải hơn hẳn mọi người. Đó cũng là mong đợi bấy lâu của chị hai con. Tốt lắm. Nếu như con đã biết rõ bản thân của con đang cần những gì thì tuyệt đối không được can thiệp vào vụ án của chị con nữa. Ba, nhưng làm sao con có thể... Được rồi, được rồi. Ba đã chuẩn bị trước một số tiền giúp chị của con tìm một luật sư giỏi để lo vụ án này. Nhưng mà bây giờ xem ra hay là dùng danh nghĩa của con đem tiền về nhà, để cho họ tự đi tìm luật sư thật giỏi giúp chị hai con lo vụ án này. Nhưng mà con phải về nhắc nhở người nhà của con, tuyệt đối không được cho người khác biết con là em ruột của Lợi Tuyết, một hung thủ đã giết người. Ba, con rất cảm ơn sự quan tâm của ba, nhưng mà con vẫn mong con có thể vào thăm chị hai của con, tìm hiểu rõ ràng quá trình xảy ra của vụ án này. Ba nhấn mạnh thêm một lần nữa, trừ phi con muốn tự hủy tương lai của mình, nếu không thì phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được vô thăm chị của con. Chị Hào, con phải thông cảm cho nỗi khổ tâm của ba mới được chứ. Ba làm như vậy cũng đều vì con mà thôi.
Tỉnh Chí Học, tỉnh Chí Học. Chị Trùng, chị Trùng, con đừng làm bậy đi thôi má. Cậu làm gì vậy, cậu làm gì vậy? Chị Trùng, ê, buông tay ra. Chị Trùng, cậu ấy làm gì vậy? Tôi xin lỗi. Nói đi, chuyện của chị hai, anh có can thiệp hay không? Chị Trùng, anh thật sự có nỗi khổ tâm riêng. Nỗi khổ? Anh có nỗi khổ gì? Chị hai bị tội oan đã giết người, đang bị giam trong nhà tù. Nếu như chị hai bị kết án tử hình thì sẽ ra sao? Bây giờ chỉ có anh là giúp được chị ấy. Nhưng mà vừa rồi lúc anh gặp mặt chị hai ở trong đó, anh giả vờ như không quen. Anh Hồng, anh cho em biết, Chẳng lẽ chúng ta phải trố mắt đứng nhìn chị hai bị kết án tử hình thật sao? Không, em hận. Tại sao? Tại sao cả anh cũng không thể giúp được cho chị hai? Chẳng lẽ chị hai đáng chết thật sao? Chị hai đáng chết như vậy sao? Chị hai đáng chết lắm sao? Chị Trùng, đừng như vậy. Chị ba chỉ biết oán trách chị hai có lỗi với mình, không chịu tới thăm chị hai lần nào. Anh là luật sư, cũng không chịu ra mặt giúp chị hai. Bấy nhiêu chưa đủ, vậy mà anh còn ngang nhiên nhận bào chữa cho người khác trước mặt chị hai. Trong lòng anh chỉ biết nghĩ tới đồng tiền. Số mạng của chị hai thật quá khổ. Em không sao tưởng tượng được. Anh thay đổi hẳn, hoàn toàn không còn như trước kia nữa rồi. Anh không thay đổi, chỉ tại hiện giờ hoàn cảnh không cho phép anh ra mặt. Em phải tin lời anh. Đây, em đem số tiền này về, tìm cho chị hai một luật sư giỏi. Anh tìm một luật sư thật giỏi để giúp chị hai giải quyết vụ kiện này. Luật sư Chí Hào, anh đúng là một người nặng tình nặng nghĩa. Chí Trung, chị hai sẽ mang ơn anh. Nếu để chị ấy biết trong đời mình đã bỏ ra nhiều tâm huyết nhất để đào tạo một đứa em trở thành luật sư, vậy mà trong cơn sinh tử của mình chỉ bỏ tiền ra để mướn một luật sư khác bào chữa cho mình, chị hai sẽ vui như thế nào khi nhận được sự bố thí như vậy? Xem như không ổn tâm huyết của chị hai rồi. Tình sâu nghĩa nặng như thế này, chúng tôi không sao nhận nổi. Anh hãy mau trở về, làm con rể nhà họ Cung đi. Anh đem số tiền này ném vào mặt chúng tôi. Bao nhiêu năm qua, sự quan tâm yêu thương của chị hai đối với anh chỉ đáng có bấy nhiêu thôi? Chỉ đáng có bấy nhiêu sao? Tỉnh Chi Học, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Số tiền này anh giữ lại cho mình dùng đi. Chị Trung, chị Trung. Điên thật rồi. Vừa rồi bị phạt đánh mấy rồi, vẫn chưa hết đau. Bây giờ vẫn còn cười được. Mau qua đây thưởng thức vài món ăn quê hương chung với tôi để tẩm bổ lại. Cảm ơn, tôi chưa đói. Những món ăn này sẽ tan máu mầm, ăn một chút không sao đâu. Đây, ăn một chút đi, ăn đi. Cảm ơn chị, tôi chưa muốn ăn. Cảm động quá. Màn diễn vừa rồi có mọi người xem ra cũng đặc sắc lắm đó. Tôi thấy thằng em của cô cũng là một người đàn ông rất có nghĩa khí. Này,
Khi nào có cơ hội thì kêu nó theo tôi. Chỉ sau vài năm nó sẽ làm được đại ca. Nhưng còn thằng em lớn của cô thì đúng là hơi tệ. Đúng là một thằng vong ân bội nghĩa chính hiệu. Cô đừng trông mong nó tới thăm cô, giúp cô bào chữa vụ án này. Cũng thật. Nếu trong vụ án của tôi không cần nhờ tới thằng em lớn của cô, thì hạng người như nó không đáng theo sách giày cho tôi nữa đó. Chị lầm rồi. Chị đánh giá sai lầm về Chí Hào em của tôi rồi. Từ nhỏ nó đã chuyên tâm học hành, thường đứng hạng nhất, rất gương mẫu. Trong nhà không còn chỗ nào treo bảng khen của nó. Trong thời gian còn học cấp 3 đã quyết chí sau này nhất định phải làm một luật sư để nêu cao chính nghĩa. Quả nhiên nó đã làm được. Bây giờ nó đã trở thành một luật sư rất nhiều năng lực. Nếu không thì chị cũng không nhờ tới nó để lo vụ kiện của chị rồi. Phải vậy không? Này, tôi thấy nó được như hiện giờ, tôi vô cùng sung sướng. Cô vẫn còn bên vực cho hắn như vậy. Bình thường thì cãi miệng cô không nói với ai một tiếng nào. Chỉ có lần này là cô nói nhiều nhất. Nhưng mà nói thật, thằng em lớn của cô cũng có bản lĩnh lắm đó. Lúc đưa tôi ra trước tòa, nó đọc hết tất cả điều khoản trong các bộ luật, không bỏ sót một chi tiết nào. Nói năng hùng hồn, khiến mọi người đều khiếp đảm. Vừa ra tòa đã thắng được phần nữa rồi. Tự khen nói như vậy để cô được vui một chút. Thằng em lớn của cô đang chuẩn bị tranh cử nghị viên. Cha vợ của hắn vừa rồi đã nhờ tôi kéo phiếu bầu cho hắn, hy vọng nhận được thật nhiều phiếu bầu trong anh em của tôi. Thật gì sao? Chị không gạt tôi đấy chứ? Tôi gạt cô làm gì? Vậy tốt quá. Lần này Chí Hào giỏi thật rồi đó. Rõ ràng đây là niềm tự hào của họ Tỉnh. Chị làm ơn, trong chuyện tranh cử này nhất định ủng hộ cho nó nhiều hơn. Tôi xin được làm trâu làm ngựa để trả ơn cho chị. Chị làm ơn, làm ơn, làm ơn. Thấy cô yêu thương thằng em của mình như vậy, chẳng lẽ tôi không giúp nó hay sao? Được, tôi sẽ căn dặn người của tôi. Làm trâu làm ngựa thì tôi không cần. Nếu có rảnh thì trò chuyện với tôi, vui vẻ với tôi thì được rồi. Được, được, không thành vấn đề. Cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn. Cảm ơn, ngồi yên. Chị sao rồi? Đúng, chính là cô. Tôi đã gặp qua cô 3 năm trước tại vũ trường Ba Lê. Người mà tôi đã gặp trong tấm bảng lớn trước cổng vũ trường Ba Lê chính là cô. Cô chính là Tuyết Nhi. Tôi đã nói rồi, nhất định là tôi đã gặp qua cô ở một chỗ nào rồi. Cô đúng là Tuyết Nhi, bà hoàng vũ trường Ba Lê mà năm xưa đã từng vang bóng một thời. Đúng, chính là cô. Bà hoàng vũ trường Tuyết Nhi vang bóng một thời. Trong thời kỳ đó cô nổi danh hơn tôi rất nhiều. Bà hoàng vũ trường Tuyết Nhi, tôi nói rồi mà. Lúc mới vô đây thì cô nhăn mặt nhăn mày. Nếu như cô vui vẻ cười nói như những năm trước kia sớm hơn thì tôi đã nhận ra cô từ lâu rồi. Tôi đã nói trước rồi, tôi vốn không phải là một cô gái tốt lành gì. Vũ trường là một nơi vui chơi giải trí hoàng minh chính đại của mọi người. Cô làm vũ nữ, cùng lắm thì nắm tay sờ mặt với khách tới mua vui. So với mấy bà làm nhảy múa trong phim ảnh, đâu có gì khác biệt nhau chứ. Cô không trộm cắp thì không phạm pháp. Tôi đã nghe nói về chuyện của cô rồi. Năm xưa bà hoàng vũ trường Tuyết Nhi đã từng vang bóng một thời, lại đi yêu một anh chàng thư sinh mặt trắng học ngành y, hoàn toàn không ngó ngàng tới các chàng trai công tử có nhà lầu, có xe hơi đang sắp hàng chờ đón. Có thể nói lúc đó là một tin động trời, không một người nào không nghe nói. Nhưng không ngờ tên khốn đó
Sau khi tốt nghiệp làm bác sĩ, lại đi yêu một cô gái nhà giàu, đã bỏ tiền ra cho hắn được du học. Cô đau khổ tự sát, đưa về bệnh viện cấp cứu mới giữ được mạng sống. Từ đó thì cô biệt vô âm tín. Không không, từ đầu tới cuối Thượng Khiêm không có lỗi gì với tôi. Anh ấy cũng không từ bỏ tôi để ra đi. Thượng Khiêm, cô vừa nói sao? Người đàn ông đó tên là Thượng Khiêm. Hắn phải họ Cao không? Tên Cao Thượng Khiêm. Chị biết anh Thượng Khiêm sao? Chẳng những biết hắn, mà hắn đã từng cứu mạng tôi. Anh ấy từng cứu mạng chị. Đúng. Đây là chuyện của những năm trước. Tôi kinh doanh một điểm giải trí và kết quán với một bọn bất lương khác. Đêm đó, sau khi điểm giải trí của tôi đóng cửa, tôi ngồi trên chiếc xe kéo do anh ta kéo. Ban ngày cậu không kéo xe hay sao? Làm sao bà chị lại biết? Nhìn nước da của cậu, thường thì người kéo xe ban ngày ai cũng có nước da đen bóng. Chị nhận xét kỹ quá. Ngoài những ngày nghỉ thì ban ngày tôi phải lo đi học, chỉ có ban đêm mới kéo xe được. Thật không ngờ cậu là sinh viên đại học. Dạ phải. Hiếm thấy đó. Còn trẻ đã lo cố gắng, sau này nhất định sẽ được nổi bật. Cảm ơn bà chị đã khích lệ. Không giấu gì cậu, lúc 17 tuổi thì tôi đã giả làm con trai rồi. Tới hãng xe để thuê một chiếc xe kéo, chạy khắp nơi để kiếm chút tiền. Cho nên bây giờ tôi đã giàu có, nhưng vẫn không thích ngồi trong xe hơi. Thứ nhất, để tự nhắc nhở cho mình đừng quên ngày tháng cực khổ năm xưa. Thứ hai thì có thể giúp được cho anh em kéo xe kiếm thêm một ít tiền. Vậy cảm ơn chị nhiều lắm. Nhớ phải cẩn thận hơn nữa, có cơ hội thì mau thoát thân. Các lão tam, đêm nay có thể nói là chị đã hết đường đi, bị cùng đường rồi. Anh em chúng tôi nhận lệnh của Diêm Dương, đưa thiệp mời chị xuống dưới đó. Lôi bá nghe nè, ân oán giữa chúng ta lúc còn ở Di Hồng Lầu đã được các đạt anh giải quyết hết rồi. Bây giờ anh dám phạm luật giang hồ, chặn đường trở mặt với tôi sao? Thời buổi này chỉ cần có lợi là được rồi. Tôi đã suy nghĩ suốt mấy đêm rồi. Chén cơm đang ở trên địa bàn của chúng ta, chỉ có một mình tôi thì có thể nuốt được. Chị chấp nhận số phận đi. Lên, bạn đã. Không liên can tới anh bạn trẻ này, cho hắn đi. Như vậy không được. Nếu để nhân chứng còn sống thì xem như tôi có lỗi với bản thân của mình. Được. Vậy thì tôi sẽ cho các anh cùng chết chung. Lên. Anh bạn trẻ, đừng cắt tiếp vào. Anh bạn trẻ, mau chạy đi, mau giết luôn tên kéo xe đó. Muốn đi gặp Diêm Dương phải không? Cứ xông lên đi, lên đi. Đại ca, rút. Đi đi đi. Chị không sao chứ? Không sao. Con cậu? Tôi không sao.
cậu tên gì họ gì? Tôi tên Cao Thượng Khiêm. Cao Thượng Khiêm giỏi thật đó, thật là giỏi. Tối hôm đó nếu không nhờ có anh chàng Thượng Khiêm thì tôi mất mạng rồi. Cô xem, vết sẹo vẫn còn trên này. Thật không ngờ giữa chị và Thượng Khiêm có mối duyên như vậy. Đúng vậy, anh chàng này cũng rất cứng rắn. Tôi rất muốn trả ơn nên cho anh ta mượn một số tiền, nhưng anh ta không chịu nhận. Tôi muốn trả lương cao, mời anh ta qua làm việc cho mình, anh ta cũng không chịu, khiến tôi không còn cách nào hơn. Tính của anh ấy là vậy đó, là chí khí cũng là nghĩa khí. Anh chàng này thi ân bất cầu báo, đúng là một người trọng tình nghĩa không cầu danh lợi. Anh ta chẳng thà uống nước trừ cơm, cũng không chấp nhận một cuộc sống lúc nào cũng đổ máu như chúng tôi. Từ nhỏ anh ấy đã là một cô nhi, không biết cha mẹ mình là ai. Từ nhỏ anh ấy đã quyết chí phải là một bác sĩ. Ước mơ của anh ấy là giúp đỡ những người nghèo khó bệnh hoạn. Lúc đó anh ta không hề nói biết tôi là đang học y khoa, chỉ nói tên họ của mình cho tôi biết, rồi lập tức bỏ đi ngay. Từ đó tôi không gặp lại anh ta nữa. Sau này tôi gặp lại Lôi Bá, chưa kịp giảng hòa thì đôi bên đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, Lôi Bá bị chém chết tại chỗ, còn tôi cũng bỏ trốn suốt mấy năm trời. Mấy hôm trước nhất thời nông cạn, tự mình ra đầu thú với cảnh sát, sau đó bị đưa vô đây để nghỉ mát. Mấy ngày nay đúng là rất nhàn rỗi, nhưng lại cảm thấy rất buồn. Thật không ngờ Thượng Khiêm chính là người yêu trước đây của cô. Càng không ngờ anh ta giống như những lời đồn đãi là tên thư sinh vong ân bội nghĩa đó. Không, Thượng Khiêm không hề có lỗi với tôi. Chẳng những anh ấy không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, mà trái lại, trong số những người mà tôi đã gặp, anh ấy là người có tình có nghĩa nhất. Anh ấy đã từng bên vực kẻ yếu, đã từng cứu tôi thoát khỏi tay của bọn sông. Anh ấy đem số tiền mồ hôi nước mắt của mình giúp em trai của tôi ăn học thành tài. Phần lớn số tiền do anh ấy kiếm được đều là do mồ hôi xương máu sinh mạng của mình đổi lấy. Anh ấy kéo xe không kiếm được bao nhiêu tiền, vốn không đủ để anh theo học ngành y. Bởi vậy anh ấy thường tới những kho hàng ở bến cảng đánh võ đài lậu. Thượng Khiêm cố lên! Cố lên, cố lên! Thượng Khiêm, anh không sao chứ? Cố lên, Thượng Khiêm! Đánh đi! Cố lên, Thượng Khiêm! Đánh đi! Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Thượng Khiêm đánh thắng rồi. Để tự kiếm tiền ăn học,